đi. Mày được hết đó. Mày hơi dư rồi đó nha con ơi. Chạy ra con sừng. Dì chạy. Hồi này sao thả neo con ơi. Rồi sao thả? Ừ sao thả xuống rồi. Khiên con dữ nữa. Đẩy đẩy. Chỗ cây kia chưa? Đóng đi, đóng đi chừng nào cái này nó còn có ngân tay ngữ. Thở mệt quá. Mệt thở. Nắng quá à hai bạn kia ơi. Nắng đã luôn rồi, lên đây nè. Chưa chỗ, bên đây chưa chỗ. Sao mình không lấy mấy cái này ra trước rồi mình sao? Cái này mà mình để cho 2-3 lần là nó bị ngấm nước mà hai đã chìm. Một lần. Đúng. Dính vào cây kia không? Chết đi. Đi ra đi, mình cứ đạp cái đó thử. Đây, cái chưa sao không cái tay? Sao không vô chưa? Dính gai chưa? Ồ bạn nhỏ này nóng quá hay. Nóng sắp xong rồi đó. Nóng được bên đây rồi cả nhà. Còn bên kia. Muốn nhỏ xíu gì mà làm được. Ai, đó, mới đem vụ lên hết nắng rồi. Rồi xong, ok. Thôi đóng đóng tiếp đi cho nó đừng có khóc nhỏ. Cho nó chắc. Ok. Ôi sao nắng nữa rồi. Con đạp chứ nè. Ôi sao trời chớ chiêu chứ. Rồi. Sao chớ chiêu gì vậy? Ăn trời. Ok đi nha. Hả nè. Chớ chiêu. Ok. Rồi hạ thủy hả? Hạ thủy, hạ thủy. Hạ thủy du thiền năm sau. Ôi năm sau. Ôi năm sau. Xuống 1, 2, 3 nặng dữ vợ luôn á. Cứ cây 50 ký đó. Hơn nữa. Hơn 50 ký á. Bên đây nè, bên đây nè. Bên đây nè. Hả thủy. Rớt. Đẩy xuống. Hơn cái cà luôn. Khỏi kiếp ra, dục kiếp đi. Du thuyền hạ thủy khách ta. Mặt máu quá. Đẩy xuống chìm một người. Rồi xong cái cà luôn. Rồi. Không chìm. Chị ai xuống mà tay. Con hai ơi, ngọt ngạo rồi đó con hai. Ngọt ngạo rồi nè. Ê cái cây ở kia sao xuống phước. Được. Thôi nghiêng cái hai thằng lên đó. Tên lớp nghe. Nhúng bao ngờ ok nhúng rồi. Lên làng không? Lên làng rồi bắt anh cho xuống rồi. Ngồi nãy xuống đi con, ngồi gì mà khó chịu không? Lại xuống nè. Khó chịu lắm. Nó chỉ có đúng 19 xuống thôi. Rồi tao đi xa rồi, hay đi nó chơi vui vẻ. Bạn kia ở túc kia luôn rồi kìa. Rồi lên đi hai đứa ơi. Chụp hình đi, bốn đứa quay lại đi chụp hình đẹp nè. Mười hai đứa lẻ, mười hai chụp gì nè. Có đẹp dữ nữa. Ừ, đẹp, quay chụp ở đây nè. Mười hai dưới đây nè. Cái gì? Chụp dưới đây nè. Mà hai chụp hả? Không, không tao, vậy chụp được đó. Ý là dưới đó đó hả? Cận cảnh dưới đó đó hả? Anh ơi anh. Sử ơi sử. Xa lắm rồi. Bây giờ nói chuyện. Đứng cho đi nha. Cái đạn nữa.
cười đi, không ai gửi chân bắt chung dễ lâu lâu cho nước nước rồi. Khoa xử mặt ở đây nãy giờ không chụp hình đi, quay đi nè, xử vậy xử xử quay vậy đèn. Đi lên. Đi lên đi con. Lên đi. Lên. Bò kìa. Lên, bò kìa. Bò kìa. Anh ơi anh, hai đứa này cho nó lên đi anh. Bước lên. Bước lên. Bước lên. Đứng dậy bước lên. Đứng dậy bước lên. Chỉ nè. Nè giống đi kìa. Anh ơi, Khoa lên kìa anh. Con đẩy dễ dễ, con đẩy qua bển luôn đi, đẩy hai đứa nó đi là đẳng luôn đi là lên luôn. Cho nó hai đứa nó khỏi đi đường vòng. Đừng có đâu. Lên đi. Đi điện lên. Cho điện lên. Điện lên đi điện. Lên đây chạy. Rồi. Lên lên lên. Lên không? Sử tiếp. Nặng gì cứ đi lên được rồi. Hai nó lại. Đừng. Đừng. Dễ. Dễ đừng. Cười nè, cười nè, nó cười lên, cười nè, cười nè, cười nè. Dễ nè, dễ nè. Cười nè, nhìn nó, nhìn nó quay cười nè. Qua đứa đứa đó. Cười nè. Chịp tại ngày nó càng chịp. À, chịp chưa? Nổi rồi, chưa chịp. Vui không? Vui nè, giờ nè. Sở đứa mà lên mà hai chụp hình nè, cười nè. Cười nè. Bắt được cua luôn rồi, dính được cua luôn rồi. Khoa, ve lên Khoa. Ve điền với ve Khoa. Ve lên nè. Nè bốn đứa nè, ve. Nè nè, 1 2 3 4 nè, 4 nè. 1 2 3 4 ve Khoa. Khoa ve nè Khoa. Khoa. Ve nè. Khoa. Khoa ve đi con, giơ cái tay ra được rồi nè. Rồi xong rồi đó. Khoa hơi nhát quá à. Chị em thiệt coi. Chị mình kìa lưng ơi. Đó. Chị mình lưng ơi, nhảy xuống anh. Lưng. Nó chìm rồi. Làm cho điện coi thôi. Cua
con cua nhìn như vậy, con cua đậu con cá này thả nè. Cá thả đi, thả cua đi con, cua nó nhỏ xíu mà, cua nhỏ xíu mà con, thả luôn đi, thả đi. Mà hai không biết đường cầm cua, cầm dính, cầm cá được, cầm cua không biết đường cầm đó, giờ không có cầm con cua. Cầm cái gì rồi? Không biết cầm. Cua mà cầm cái gì là không hay biết rồi ha. Nhưng mà không dám cầm. Bết ơi, bết chìm, bết ơi. Nè bây giờ mình ve nè, ve lại lần nữa mình chụp nè. Ồ, ve lại lần nữa nè. Nhóc. Muối sao con nhát gì muối? Tại muối mà hai xuống sông không sợ sao được. Rồi nè, ve nè, ve nè. Ve nè. Cái gương mặt của bạn Khoa đầy lo lắng. Bạn Sử con đi bỏ hai bạn nhỏ rồi. Nói chuyện mà Sử ơi, Sử. Sử. Rồi lên đi, hai anh lớn nè, lên hết đi chứ thôi bệnh nè. À.